Những động vật săn mồi không phải lúc nào cũng đói. Có lẽ vị trí vây của chúng hoặc những chuyển động lỏng lẻo của chúng cho thấy rõ rằng dạng san hô và những con cá mập mịn mượt này không còn là nguy hiểm. Cá sòng có vẻ cũng nghĩ hệt như thế và chúng tận dụng tối đa thời khắc này. Làn da thô ráp, sần sùi của cá mập rất hoàn hảo để loại bỏ đám ký sinh trùng đáng ghét. Kẻ săn mồi lừng lững bỗng thu nhỏ lại thành một thẩm mỹ viện dưới nước. Cá mập phải chịu đựng những vị khách không mời mà đến. Cá ép, cá giác mút tự bám vào thân cá mập để bảo tồn năng lượng khi bơi. Khi cá mập ăn, luôn để lại đồ ăn thừa. Khi nó không ăn, thì luôn có những lựa chọn khác. Cá bị thu hút tới những khu vực tập trung các sinh vật biển nhỏ nhất. Sau đó lũ cá sẽ thu hút những kẻ săn mồi tới. Mỗi dạng san hô, mỗi hòn đảo và mỗi bờ biển vùng Caribe đều có những đặc điểm riêng của nó, thu hút những kẻ săn mồi khác nhau tới vào những thời điểm khác nhau. Khi màn đêm buông xuống hòn đảo Honduras của Roatan, từ sâu dưới đáy biển nổi lên một kẻ săn mồi bí ẩn. Ngoài khơi, đáy biển sâu xuống dưới tới gần 3.000 mét. Điều này khiến nó trở thành một trong số ít nơi trên trái đất có thể quan sát một sinh vật khổng lồ trên biển, nếu bạn có thể tìm thấy nó. Đó là mục tiêu của Can Stanley và tàu ngầm tự chế tạo của anh lặn xuống 900 mét dưới mực nước biển. Nước gần như đóng băng và áp suất cao gấp 90 lần trên bề mặt. Khan đang tìm kiếm một sinh vật mà chuyển động của chúng, môi trường sống và khu vực sinh sản đều nằm trong vòng bí mật. Anh ấy có thể ở lại dưới đáy biển 3 ngày, tới những nơi con người chưa từng tới. Nhà thám hiểm dưới biển này đã tự học cách chế tạo tàu ngầm và tự học cả về sinh vật biển. Máy quay của anh ấy đã ghi hình được gần 100 loài sinh vật chưa được biết đến dưới đáy biển sâu. Nhưng anh ấy vẫn tiếp tục nghiên cứu về loài cá mập sáu mang. Trong nhiều năm, Khan cố gắng tìm hiểu về bí mật và mô hình di cư của nó. Có thể tìm thấy loài sinh vật này trên biển Caribe và Đại Tây Dương. Nhưng không ai biết về số lượng của loài sinh vật này vì chúng hay sống sâu dưới đáy biển hơn 1.000 mét. Cá mập sáu mang thường xuyên bị mắc kẹt trong các rãnh nước biển sâu và chết. Khan lo lắng rằng loài cá mập sáu mang đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Cá mập săn mồi hoàn toàn trong bóng tối. Khi Khan cẩn trọng theo dõi con vật dài 5 mét, anh ấy nhận ra nó nhạy cảm thế nào với ánh sáng. Đèn gắn trên tàu ngầm làm mắt nó mù hẳn. Gắn máy phát vô tuyến,
sẽ cho phép can theo dõi chuyển động của nó và sau đó gợi ý những khu vực có thể bảo vệ nó. Nhưng thậm chí ở tốc độ này cũng là quá nhanh đối với chiếc lao móc được gắn phía trước tàu ngầm của anh ấy. Đột nhiên, con cá mập biến mất trong bùn. Có thể là nó phát hiện ra thức ăn, hoặc động vật giáp xác, hoặc xác động vật từ mặt nước chìm xuống. Không thể nhìn thấy gì, Khan mất phương hướng. Có vẻ như con cá mập sáu mang đã làm loạn cả khu vực đáy biển. Nhưng tàu ngầm tự chế của Khan không đủ khả năng để gắn máy phát. Tầm nhìn hạn chế và chỉ cần va vào đá cũng có thể gây chết chóc. Khan từ bỏ nhiệm vụ của mình mà không cần sửa máy phát, nhưng có một điều gì khác đang làm anh ấy bận tâm. Anh ấy chỉ thấy cá mập cái chứ không thấy cá mập đực. Có lẽ đây là nơi cá mập sáu mang sinh con. Liệu Rotan có phải là nơi nuôi nấng những sinh vật cổ đại ở sâu dưới đáy biển này không? Anh ấy trở lên mặt nước, khi đó trời đã về đêm. Máy phát vô tuyến sẽ phải chờ tới lần sau. Cả trên mặt đất, màn đêm cũng mang đến những động vật săn mồi hiếm khi thấy vào ban ngày. Chân trước của chúng đã phát triển thành xúc tu dài. Các cặp chân hai bên, giữa hàm và chân trước được phủ bên ngoài là hàng chục móc và gai để đảm bảo con mồi không thể trốn thoát. Dù có vũ khí khủng như thế, nhưng lũ nhện roi vẫn phải cảnh giác trước những con cóc độc khổng lồ ngoại lai. Những kẻ xâm nhập tham lam này là do con người mang tới. Chúng có độc và lúc nào cũng đói. Trong tự nhiên, chúng không bị loài sinh vật nào săn cả, nên số lượng ngày càng tăng trên hầu hết các đảo Caribe. Tương tự như thế, chuột cũng là loài do con người đưa tới. Giống như cóc độc khổng lồ, chúng cũng lan rất nhanh. Lũ con bị bỏ lại tự phải bảo vệ mình trong khi chuột mẹ đi kiếm thức ăn. Rết ở vùng Caribe có thể dài tới 20 cm. Chúng là loài săn mồi, chỉ hoạt động vào ban đêm. Nước bọt có độc của chúng làm con mồi tê liệt và khiến cho thịt bị phân hủy. Nó cho phép kẻ săn mồi hút cho con mồi tới khô kiệt. Chuột mẹ trở về để chăm sóc lũ chuột con. Nó có nhận ra một con chuột con đã bị mất tích hay không? Tại thời điểm này, rất nhiều hòn đảo vẫn còn đầm lầy hoang sơ và rừng ngập mặn. Nhưng sinh vật ngoại lai ngày càng xâm chiếm hệ động vật của các hòn đảo Caribe. Vẹt đuôi dài thường xuyên từ đất liền tới đây, nhưng rất ít con có thể sống sót. Chúng chỉ ăn một số loài thực vật nhất định, và các hòn đảo thì không thể thường xuyên cung cấp các loại thức ăn mà chúng cần. Trăng nhiệt đới Nam Mỹ, động vật săn mồi lớn nhất trên nhiều hòn đảo, thấy dễ thích nghi hơn. Một số phân loài của động vật này phát triển, một số nhỏ hơn trăn nhiệt đới Nam Mỹ thông thường, trong khi một số khác lại phát triển chiều dài lên tới hơn 5 mét. Con mồi của trăn nhiệt đới Nam Mỹ là chuột thỏ.
một loài động vật ngoại lai khác. Những con thú gặm nhấm này nặng chừng 4 kg, đủ để con trăn nhiệt đới Nam Mỹ no vài ngày. Trăn nhiệt đới Nam Mỹ có thể ngửi thấy con chuột thỏ từ đằng xa. Chúng săn lén lút, tiếp cận con mồi trước khi lao vào quấn chặt xung quanh con mồi. Nhưng con chuột thỏ đã thấy có động đậy trong tầng bụi cây. Nó bắt đầu dùng chân sau gõ trống cảnh báo đồng loại. Chín trên 10 cuộc tấn công đều thất bại. Có một loài chỉ sống sót ở những khu rừng hẻo lánh trên đảo Rotan. Năm nào cũng phải trải qua những thay đổi mạnh mẽ trong vài tuần. Kỳ nhông xanh thường vẫn là loài ăn cỏ vô hại và leo núi rất giỏi. Nhưng vào tháng 2, tháng 3, con kỳ nhông được trở nên vô cùng hung dữ. Nó chẳng tha cho bất kỳ đối thủ nào. Thông thường, đe dọa từ những con kỳ nhông lớn nhất sẽ khiến đối thủ nhỏ hơn rút lui. Nhưng nếu một trong hai con kỳ nhông dài gần 2 mét không chịu lùi bước trong mùa giao phối, hậu quả là bạo lực và đẫm máu. Khắp thân thể của các chiến binh đầy sẹo, các chi bị thương nặng và những vết thương chí tử cũng không phải là hiếm. Các đối thủ khiêu khích lẫn nhau. Nếu con cái xuất hiện, cuộc chiến trở nên quyết liệt hơn. Những con kỳ nhông chiến đấu với nhau từ thời khủng long còn dạo chơi trên trái đất. Kỳ nhông đực có cơ hàm khỏe hơn nhiều so với kỳ nhông cái. Cuối cùng cũng có kẻ thắng cuộc, nhưng đã quá muộn. Một con đực nhỏ hơn đã ngư ông đắc lợi. Con cái bị bất động bởi một vết cắn vào cổ, kháng cự cũng vô ích. Lúc nào cũng cần phải đúng lúc đúng chỗ. Sinh sản thành công trên một hòn đảo là một chuyện, chinh phục được môi trường sống mới lại là chuyện khác. Lũ chim chẳng có vấn đề gì với việc nhảy đảo ở vùng Caribe. Với các động vật trên cạn như kỳ nhông, côn trùng hay rắn rết thì vấn đề lại khó khăn hơn một chút. Hầu hết chúng tới như nạn nhân bất đắc dĩ của những cơn bão khủng khiếp.
Một số con lên được bờ sau khi phải bám vào những mảnh gỗ vỡ nát và trôi dạt hàng trăm cây số. Leo lên được những hòn đảo đơn độc, các sinh vật nhập cư này phải tự cấu trúc lại bản thân. Bằng cách thích nghi, chúng có thể biến thành những loài mới. Chios, Cochinos, một quần đảo ngoài khơi của Honduras, là một ví dụ nổi tiếng. Trên diện tích 2 km vuông là loài chăn nhiệt đới riêng của quần đảo. Ở đây, những con chăn nhiệt đới Nam Mỹ có màu hồng. Trái với hầu hết mọi nơi khác trên vùng biển Caribe, ở đây người ta không sợ rắn và cũng không săn bắt rắn. Chúng là những vị khách quý, kể cả đối với những gia đình có trẻ nhỏ. Vì những con chăn nhiệt đới này ăn chuột truyền bệnh Whale, một loại bệnh nếu bị nặng quá có thể dẫn đến tử vong. Chios Cochinos hoàn toàn không có ai mắc phải bệnh này. Những người dân trên đảo tôn kính loài rắn có 102 của họ. Ở trường, có những lớp học dạy về cách tôn trọng loài rắn. Nhưng các nhà khoa học lẫn giáo viên đều không biết giải thích vì sao loài rắn này lại có màu hồng. Chỉ có một điểm bất lợi duy nhất, chăn nhiệt đới hồng trở thành đồ vật cho các nhà sưu tập. Ngày càng có nhiều người tới săn trộm chăn nhiệt đới ở Chios Cochinos. Nếu sống dưới nước thì việc chinh phục một môi trường sống mới có thể là quá dễ dàng, không phải lúc nào cũng là một lợi thế cho một hệ sinh thái nhạy cảm. Con cá sư tử đỏ là một kẻ xâm nhập đáng ghét ở vùng Caribe. Loài cá độc này có nguồn gốc từ biển Thái Bình Dương, nhưng người ta đã phát hiện ra một số ít ở vùng biển Caribe vào đầu thiên niên kỷ. Có thể lũ cá này tới từ một thủy cung. Những loài săn mồi bản địa như cá mú tránh được cá sư tử độc. Không có kẻ thù tự nhiên, cá sư tử đỏ đã nhân lên số lượng và lan rộng ra vùng biển Caribe, gây tác động mạnh mẽ lên cuộc sống của sinh vật biển. Các dạng san hô bị bỏ hoang. Các nhà khoa học đã xác định rằng một con cá sư tử trưởng thành ăn tới 50 con cá nhỏ mỗi ngày. Cá sư tử càng lăn nhanh thì những con cá khác càng ít có khả năng sống sót. Cho tới nay, số lượng cá sư tử đỏ trong mỗi hecta dạng san hô Caribe lớn hơn 15 lần số cá ở Thái Bình Dương trước đây. Các nhà sinh học buộc phải phản ứng. Nicholas Bach đâm tất cả những con cá sư tử đỏ anh tìm thấy, cố gắng cứu các dạng san hô không bị phá hủy nặng nề hơn nữa. Và anh ấy còn làm nhiều hơn nữa. Anh ấy đưa các nhà sinh vật học và những người hướng dẫn lặn biển tham gia các cuộc thám hiểm lặn sâu dưới đáy biển. Chúng thường đi cùng những con cá heo hiếu kỳ. Đặc biệt là ở đây, tại một trong những dạng san hô ưa thích của cá heo mũi chai. Lũ cá heo sử dụng dạng san hô như một chiếc bàn chải để chải hết lũ ký sinh trùng khỏi da của chúng. Ý tưởng của Nick rất đơn giản, nếu tất cả các thợ lặn làm việc cùng nhau, lũ cá sư tử chuyên đi xâm lược có thể bị đẩy lùi. Nick huấn luyện cho thợ lặn của mình sử dụng lao. Mục tiêu đầu tiên của họ là trái dừa. Chúng không nguy hiểm và chúng dễ bị phi trúng hơn là một mục tiêu di động. Cá sư tử đỏ cũng săn mồi là nhiều sinh vật biển chuyên đi săn mồi khác. Các nhà sinh học đã tìm thấy phần còn lại của những chú cá nhẽm và cá mú non trong bụng lũ cá sư tử xâm lược. Tiến hành xâm lược theo cách này chỉ hiệu quả ở những nơi thường xuyên có hoạt động lặn biển. Trên nhiều hòn đảo, các nhà khoa học giờ đã tiến xa hơn. Họ huấn luyện những kẻ săn mồi truyền thống ở vùng biển Caribe, biến cá sư tử trở thành con mồi của chúng. Cá mập và cá mú miễn dịch với gai nhọn của nó.
và sau cùng, họ hàng của chúng ở Thái Bình Dương cũng không hề phản đối việc tiêu thụ loài cá này. Con người không thể kiểm soát nổi cá sư tử nếu không có sự giúp đỡ của vương quốc động vật. Có lẽ những kẻ săn mồi vùng Caribe có thể giúp khôi phục trạng thái cân bằng sinh học ở khu vực này. Hệ sinh thái dưới nước có tác động trực tiếp lên dân số trên đảo. Sự thay đổi về sinh học biển ngay lập tức được các ngư dân nghèo của các vùng ven biển chú ý. Cá sư tử đỏ chỉ là một vấn đề. Vùng biển Caribe đang trải qua những thay đổi mạnh mẽ. Lưới vẫn trống không vì số lượng những kẻ săn các loài cá lớn đang thu hẹp lại. Cá hổ sọc chỉ giao phối một lần vào dịp trăng tròn giữa tháng 2 và tháng 4. Trong nhiều thế kỷ, loài cá này đã tìm kiếm những dạng san hô giống nhau để giao phối. Các con được tiêu tốn rất nhiều năng lượng chiến đấu với đối thủ. Để tăng cơ hội với các con cái, trông chúng phải bảnh bao nhất, vảy sọc của chúng phát sáng rất mạnh mẽ. Những con cái sọc ghi nâu ít nổi bật hơn, giữ khoảng cách, nhưng theo dõi rất sát sao. Con đực nào xứng đáng để giao phối? Nhưng khi thời khắc quan trọng cuối cùng cũng tới, các con cái lại giữ thái độ thụ động của một người ngoài cuộc. Con đực biểu diễn hết khả năng, nhưng vô hiệu. Các con cái không tham gia vào các nghi thức giao phối nữa và không đẻ trứng. Tinh trùng của con đực bị dòng nước cuốn đi. Cả một thế hệ bị đánh mất. Các nhà khoa học tin rằng thảm họa này là kết quả trực tiếp của sự nóng lên toàn cầu. Khi màn đêm buông xuống, con cá mập tranh nghỉ ngơi một chút. Không như những loài cá mập khác, nó không cần phải bơi liên tục. Nó có thể nghỉ ngơi dưới đáy biển, nơi cá sòng và cá mút giúp nó làm sạch bề mặt da. Vào ban đêm, cần phải thận trọng. Một con hải quỳ có thể đưa ra hình thức bảo vệ, miễn là sinh vật nào đó vẫn ở trong khu vực có các xúc tu độc của nó. Nhưng có riêng một con hải quỳ, trên đầu thậm chí còn tốt hơn nhiều. Loài mực sống ở dạng san hô Caribe, săn mồi vào ban đêm. 10 xúc tu của nó tóm gọn sinh vật phù du bắt cá nổi lên từ dưới đáy đại dương. Con rắn biển đang chờ con mồi xuất hiện với cái bụng đói meo. Nhưng khi một con giun lửa xuất hiện, nó lại chọn cách nấp vào nơi nào đó. Dù chiều dài của nó không quá 30 cm, con giun lửa không có kẻ thù nào. Tất cả đều thấy quá sợ. Con rắn biển sẽ chỉ nổi lên trở lại khi con giun lửa đi mất. Đó là vì lông của con giun lửa có khả năng rụng ra khi có vật gì đó đụng vào và sẽ tiêm nọc độc vào da của nạn nhân. Con giun lửa có khứu giác vô cùng đặc biệt. Một số con tập trung từ đằng xa khi phát hiện ra con mồi. Một con cá chết thì sớm muộn cũng bị phát hiện. Gọng kìm trên miệng nó sẽ sớm moi thịt sống của con cá chết ra.
Ngay khi mặt trời chiếu tia nắng đầu tiên, lũ chim frigate sẽ rời khỏi nơi làm tổ của chúng. Chúng băng qua vùng biển Caribe, bay hơn 400 km một ngày. Các đảo san hô nhỏ thường là đích đầu tiên của chúng. Lũ chim frigate không thấy nao lòng trước sự hiện diện của con người. Lũ chim frigate tới đây vào thời điểm này trong năm là có lý do. Chúng kiên nhẫn chờ đợi trong những luồng không khí ấm áp đến khi những con chim biển khác bắt đầu hoạt động. Ngay trước mùa giao phối vào đầu hè, các con chim trống mang tới cho chim mái những món quà ngon lành. Những món quà này được lấy từ những vùng nước nông gần bãi biển. Nơi hàng triệu con cá bống biển tụ tập trong khu vực nước ấm để tìm thức ăn. Và cuối cùng lọt vào tầm với của những con nhạn biển. Đôi cánh và hình dáng đặc biệt của những con chim frigate khiến chúng trở thành những con chim bay nhanh nhất vùng biển Caribe. Đối mặt với nguy hiểm, con nhạn biển sẽ tự nuốt quả cưới của mình. Chim frigate nhẹ cân hơn những con chim khác và các tuyến của chúng sản xuất ra một chút dầu. Điều này nghĩa là lông của chúng khi tiếp xúc với nước sẽ bị ướt sũng, nghĩa là chúng không thể lặn dưới nước như những con nhạn biển. Vì thế, cướp biển vùng Caribe chỉ tấn công cho tới khi nạn nhân của chúng chịu thua và giao nộp thức ăn. Chim frigate bay theo những con cá mập voi vì một lý do nhất định. Mỗi khi mùa xuân tới, những dòng hải lưu mang theo một lượng lớn sinh vật phù du từ Đại Tây Dương tới các bờ biển Mexico. Loài cá lớn nhất thế giới lọc cả hàng nghìn lít nước một giờ để ăn đủ lượng thức ăn cần thiết. Con cá mập voi hướng những con chim frigate tới những loài ăn sinh vật phù du mà chúng có thể bỏ lỡ. Những đàn cá măng con, cá nục, cá sắc đin khổng lồ. Nhưng đàn cá lại nằm ngoài tầm với của lũ chim frigate cho tới khi chúng nhận được sự trợ giúp từ dưới đáy biển sâu. Cá buồm. Giờ lũ chim frigate chỉ cần chờ. Cá buồm lùa những đàn cá đó lên mặt nước. Lũ chim frigate tận dụng tối đa hành động hào phóng này. Chúng dùng những thanh kiếm dài phía trước chọn ra một số con cá làm chúng mất phương hướng và rồi đi thu nhặt con mồi. Dĩ nhiên lũ chim cũng ăn cắp thức ăn của nhau như những tên cướp trên không trung. Sau vài phút, tinh thần đồng đội Caribe kết thúc. Một khi cá buồm đã đủ thức ăn, lũ chim frigate sẽ chẳng còn gì để săn nữa.
Những con chim còn đói thì vẫn ở lại, trong khi những con đã ăn no nê liền trở về với đàn của mình. Những kẻ săn mồi ở vùng biển luôn tránh nhau ở dạng san hô. Cá mập là những kẻ săn mồi dưới nước to lớn nhất. Cá mú đen có thể nặng tới 100 kg. Nhưng kể cả những sinh vật khổng lồ này cũng nhanh chóng rút lui khi xuất hiện những con cá mập san hô Caribe. Cá mú đen thường ở một nơi. Như các loài cá san hô khác, chúng ghét phải rời bỏ lãnh thổ của mình. Khi cá mập xâm chiếm, lũ cá liền tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên lần này, những con cá mập không mang tới nguy hiểm gì hết. Chúng tới để được chăm sóc da. Một con cá mú na sao là con đầu tiên nổi lên từ nơi ẩn náu của nó. Nó dự định lợi dụng tình hình, một đàn cá sạo đang bị phân tâm bởi sự có mặt của những con cá mập. Được ngụy trang tốt, con cá mú tham gia vào việc thăm dò. Cá mú thực hiện một chức năng quan trọng trong các dạng san hô. Bằng cách ăn thịt những con cá ốm hoặc bị thương, chúng ngăn không cho bệnh tật lây lan. Vết thương của một con cá sạo thu hút sự chú ý của con cá mú vì nó có thể cảm nhận được các tế bào máu trong nước. Suýt trượt. Những tiếng ồn ào từ bàng quang của con cá sạo là phản ứng mạnh mẽ cho thấy sự căng thẳng của con cá bị săn đuổi. Đáng tiếc là nơi ẩn náu này đã bị chiếm mất. Một con cá sạo khỏe mạnh đuổi con cá bị thương đi nơi khác để cứu lấy mạng sống của chính nó. Kẻ săn mồi đã bắt được con mồi và cả đàn được thư giãn. Những con cá mập dường như vẫn không mang lại nguy hiểm gì. Và con cá mú na sao bắt đầu xác định vị trí của một con cái. Những nghi thức tán tỉnh đầu tiên bắt đầu vào tháng 1, 2 tuần trước khi trăng tròn. Bụng con cá cái đã bắt đầu phồng lên. Đáng tiếc cho con cá đực. Dù tỏ ra tình cảm tới đâu chăng nữa thì điều đó cũng không dẫn tới thành công. Các con đực và con cái sắp bắt đầu một hành trình dài. Lũ cá mú na sao di chuyển hàng trăm cây số để sinh sản ở cùng nơi trước đây chúng được sinh ra. Chỉ một số ít sẽ quay trở lại. Những cuộc hội họp sinh sản hàng năm đều bị đánh bắt một cách không thương tiếc. Hầu hết những loài cá mú vùng Caribe đều đang có nguy cơ tuyệt chủng. Trước đây, đã từng có lần sự di cư của hàng chục nghìn loài cá qua biển Caribe thành công. Những khu rừng ngập mặn bảo vệ các con cá còn tốt hơn bất kỳ dạng san hô nào. Nhưng những vườn trẻ dành cho lũ cá con này kỳ lạ thay lại thu hút những kẻ săn mồi mà không ai hình dung có thể thấy ở một nơi xa lục địa Mỹ như thế. Cá sông Mỹ dài 6 mét có khả năng bơi rất giỏi. Một số con có thể bơi hàng trăm km ra tới vùng nước mở. Bây giờ, những loài bò sát cổ xưa này đang thống trị các khu rừng ngập mặn trên các hòn đảo Caribe xa xôi nhất. Chẳng sinh vật nào có thể an toàn thoát khỏi hàm răng của chúng.
Chiến lược của con cò bạch là làm con mồi hoảng hốt và lùa nó vào những vùng nước nông hơn. Diệc và các loài chim khác sống theo đàn lớn ở các rừng nước ngập mặn, gần với con mồi của chúng.